Nhưng mà cái này là không dùng lớn thế, đây là tivi thế hệ cũ, không có tivi, không có tivi này là không phải tivi, tivi analog, không phải chuyển đổi, hiểu chưa? Mẹ nhớ là ngày xưa có một Nhưng ngày xưa dạng thì người chỉ bây giờ không được nữa. không, mà vẫn là cái tivi này mà anh không Không, bây giờ nhưng mà tôi không có tivi này là không được, đi còn không được. tivi này trong có một thời mẹ khi mà Một chỉ thời cao là nhất ngày thì mẹ mẹ dùng thì vẫn là hồi nó vẫn là